Xin chào các bạn. Hôm nay Tuyên Phú sẽ đi một chuyến lên thành phố để rước bé Sun về review cho các bạn xem. Bé Sun này rất là vàng, đẹp lắm. Của một người anh em chơi chung trong hội nhường lại cho mình. Kẹt xe quá. Rồi, mình tạm dừng ở đây nha. Khi nào mình tới mình sẽ review cho các bạn xem. Chào chị. Dạ. Dạ, thưa bà. Em lại cầu thang nha. Em đang quay. Nhà gọn gàng ha. Chỗ đó nằm đây nè. Ở cái chỗ này là nuôi VIP luôn nè anh. Anh lôi ra em. Đây. Đẹp chưa? Quá tốt. Mỗi đứa có một chỗ. Anh nuôi ba bé hả? Đây có con nhỏ nữa nè. Ghê, con nào cũng vàng á. Con nó đâu rồi? Con nó đâu rồi? Nó chui nữa. Nhưng mà nó tròn đúng không anh? Có nào trong hang không? Mở cái nắp đó. Nè nhà nó nè, đẹp không? Mở cái nắp rồi, nó mở trong trên này. Thiện không? Cái này chắc ăn cắp thiết kế về em làm cái giống vậy. À anh cho ăn mai mật đúng không? Ở đâu có mai mật hay vậy? Mua. Ở đây có quán hả? Mẹ cho cục nè. Dạ. Bà bé. Mình rước bé lớn này về nha. Nó đang nước mai nè anh. Nước liên tục. Rồi đi vô đi nắng quá. Tụi nó cũng tự động tụi nó ra phơi nắng, tự động tụi nó trôi vô mấy cái hang khóc rồi nó nằm. Mà anh cũng để ẩm nước, ẩm thôi. Dạ. Cái này phải trưa về xịt nước cái là có đồ xịt đó. Thôi anh đâu có thời gian. Hơi nắng quá, hơi nắng. Đâu có thời gian đâu. Rồi tự động tụi nó cũng chui vô à. Rồi vô đây ha. Cũng vô. Anh có cái thùng gì không? Nãy em đi gấp quá em không có đem theo cái thùng. Đừng chơi thùng á, dễ đúng. Thì cũng phải bỏ thùng, tại bỏ xe rồi sao? Hả? Muốn nó lại trong bữa trước anh kia nó rồi nó ẻ hay sao? Nó ẻ hay sao? Cái bọc ni lông vậy nè. Anh muốn cái chân nó kẹp lại xong rồi lấy cái bọc ni lông bịt nó lại vậy. Không, bây giờ anh có thùng cứ để cho em đi. Kệ nó. Dạ kệ nó về em tắm luôn. Về nhà mới nha. Đẹp không bạn? Giờ mình làm như vậy để cho nó không có ị ra ngoài nè. Nó đâu có ị ra ngoài đâu. Mình vẫn chừa cái mặt cho nó thở thôi, không sao hết. Không sao hết. Bữa anh còn bỏ vô ba lô anh cột lại nữa. Dạ. Có gì quấn nó chết mà chết dạ. Nó sợ ị á. Ý con này đi. Sợ nó ị lên xe mà. Đi cái thùng đây ra dạ. Có. Thùng cái nó ướt á, nó ướt thùng. Dạ. Mấy con này mà đi dần cái là ỉa à? Nó dạng như là sốc là nó bí là nó ỉa đá em lên. Nó bón cái cho nó đi về chợ. Ê, tới chỗ rồi. Wow. Vô nhà ra con. Tới nhà rồi. Lên lầu nha.
bạn đợi nè. Wow. Ê, các bạn đợi mày đây. À ha. Cái này lúc trước là mình quay tấm cái này nè. À. Con này mình mới rút về để mình gỡ cái vịt mũ ra. Để mình gỡ ra nha. Đây có cặp ở đây. Đây nè các bạn. Đây em nó về tới nhà nè. Cũng xem nhau nè. Đây có bạn mới nè, có bạn mới rồi. À có bạn mới nè. Quẹ uống nước đi không? Làm quen nha, làm quen nhau đi. Biết nhau không? Biết nhau không? À, dí theo nè. Bé mới về cho nên mình bỏ vào cái xô nước nè, cái xô này là mình ngâm ấm, mình ngâm không phải mình ngâm ấm rồi, mình ngâm nước chút xíu để bù ẩm, bù nước đi rồi trưa tới giờ. Đây cảnh quanh nhà mình nè, đẹp không? Nấu nước nè các bạn, khác lắm á. Khác xa đúng không? Còn da đen, còn da vàng. Rồi xong rồi. Rồi về nhà mới ngoan nha. Rồi xong rồi. Tạm biệt. Tạm biệt anh em nha, tạm biệt các bạn nha. Clip tiếp theo mình sẽ review cho đại bạn ăn nha. Các bạn đón xem nha. Bye bye.